Mọi người, bây giờ đang là 12:20 nè mọi người. Mình đang ngồi chơi cho tự nhiên mình đọc được bình luận ở trong cái video bữa nay á, cái mình thấy nhiều người chửi con Viên quá. À cũng không phải chửi nữa mà là mọi người góp ý là quay với con Viên á thì hay, xem vui. Nhưng mà cái mỏ Viên hổn quá. Cho nên là bữa nay mình bây giờ mình sẽ qua với nó, mình giả bộ mình trời nó nha, mình kêu tao không quay clip với mày nữa, mày hổn quá, khán giả họ chửi kênh tao quá trời rồi. Nói chung là thử làm nó. Mà nói thiệt cái mọi người thử làm chứ không ai mà sửa được cái mỏ của nó đó. Mỏ nó hổn đó giờ mà hồi xưa đi nó đi bán cá mà chợ mà người mỏ hổn dữ lắm. Đụng đứng chửi lộn thì không ai chịu lại. Cho nên trôi nó là nó chửi là chuyện bình thường. Mọi người coi nè. Mày không thấy được tao đâu rồi mà. Này mày à? Mày ré à, mày đuôi gì vậy? Không vô phụ còn hỏi hỏa nữa. Em nói này nè, mày đừng đấm nó. Tiếp tay mày, đấm nó nói này nè. Sao? Chứ tao không dám quay clip mày nữa luôn á. Không vô. Thật ra tao đâu có được gì đâu. Bữa nay mày có xem video mày đặt bình luận không? Người ta chửi mày quá trời, người ta kêu mày thì mỏ mày hổn quá, làm ảnh hưởng tới trẻ em. YouTube thì có trẻ em xem mà mỏ mày chửi hổn quá, mày chửi quá trời, mày chửi đủ mày đủ ông đủ bà. Chửi ra sao ra mày chửi chứ mày chửi mày tao không có đặt. Ê, cái video bữa nay là mày chửi hơi bị nhiều quá. Mày chửi cái video mà tao trói cái chân mày lên trên cây cục điện mày chửi tao như chó, mày chửi thì mấy câu. Ê Trường, nếu là địa vị tao treo mày lên cây á vậy đó, mà ta của mày nó muốn gã nó đào nó bốn được mà cái chửi tao không? Mày bị bất ngờ như vậy nữa mà cái chửi không? Mày chửi nếu mà mày nó hậu không? Mày chứ mày đồ mỏ tới đây luôn á. Mày chửi nhưng mà mày phải tiết chế lại, mày đừng có sử dụng mấy cái câu chửi thề chứ. Ủa lắm chửi? Ủa mày hà quá hả? Không ai mà chửi. Không tao nữa. Không ai mà chửi đi mẹ đi mẹ đi mẹ đi mẹ liên thanh như mày ra. Ủa thì lúc đó gọi là nó vừa tức mà nó vừa bất ngờ. Mà mày nghĩ mà tao nói chung là tao chắc tao hết dám quay clip với mày nữa luôn á. Ủa mày không quay thử mà tưởng tao cần hả? À đù. Ủa mày tưởng tao cần hả mày? Ủa thì đàn nào mày tao mày tốt không tao bỏ ơn. Ê là đàn nào tao mày cũng quay YouTube với khán giả rồi, mình phải thương khán giả là tao, mày phải quay nhiều hơn nữa chứ. Bây giờ ý tao là mày có thể sửa bớt cái tính mày, mày bớt chữ thề lại được không? Để cho khán giả họ vui, họ xem là ai cũng xem được. Ủa thì mày bớt chặt tao đi. Mày ghẹo tao bớt chặt mày thì lấy ở đâu ra clip đăng cho người ta xem? Tao phải hứa với khán giả là mỗi ngày tao phải ra một cái video. Mà bữa nào mà tao không có cái gì tao trôi mày là tao không ra video được là người ta chửi tao như con chó. Mày thấy không? Tao hổng là cũng do tao bỏ mày, chứ tao ở người khóc người bình thường tao đâu có hổng đâu mày. Tiền mày suốt ngày mày chửi lộn của tao thì tao cũng phải chửi mày. Tao tính đây tao qua là tao góp ý với mày mà cuối cùng tao mày đứng chửi lộn luôn á. Ủa mày góp ý? Mày góp ý mà kêu mày. Ê mày lồn với ông nội tao ấy sao nè mày kêu thiệt. Chắc từ nay về sau mày không quay clip với tao nữa đâu. Mày không quay thấu tao cặn. Ủa mày chắc tao cũng cặn. Tao mày mày luôn á. Ủa tao chửi mày đó, tao chửi thề mày đó. Rồi mày coi hình cái mỏ của mày á. Tao không một chứ mày không mừ. Họ chửi mày nhiều hơn tao á. Họ chửi mày mày đi đổ tao không? Ê mày bấm vô kênh đi, mày bấm vô kênh liền mày đọc đi. Mày đọc rõ ràng cái bình luận mà nhiều like nhất đi. Xem video Trường với Quyên thì hay thiệt, nhưng mà Quyên chữ thề nhiều quá. Nhiều khi để em xem là nó học theo đó. Nếu là trong trường hợp tao nói thiệt với mày nghe, có dấu viên hay có nhờ nước hay là có ê nữa mà bị treo lên cái chỗ đó mà đau lắm như vậy. Tao thiệt hồi trưa, hồi chiều của tao nó bị ngã luôn video hồi chiều đúng không? Ừ. Video hồi chiều là tao biết là tao chữ tập nhiều nhất. Nhưng mà tức mà vừa đau mà nghĩ nhưng mà bây giờ mày phải hạ giọng xuống mày kêu ok để tao coi tao sửa lại chứ sao mà mày chửi tao mày đóng quá mày vô mày góp ý thì mày ngồi xuống mày góp ý nhỏ nhẹ để tao ngồi xuống mày đừng như ông nội tao á rồi mày vô mày còn nói không cần quay clip với tao không quay thôi không quay thôi tao mày cũng quay với nhau nữa hả? Ừ chắc chưa? Ừ tao hồi đó rồi kêu sao 3-4 ngày mà không quay clip á, nó kêu ủa sao bữa giờ tao không thấy mày đăng cái clip gì mày không trôi tới cái gì vậy, mày không sợ khán giả mày buồn hả? Tao á quay clip là chủ yếu là đem tiếng cười lại cho khán giả. Nhưng mà đâu lúc á cái mỏ tao thì tao biết là tao hậu mỗi lần mà tao ở mày hoặc là mày chạ tao tao sẽ hổng tao chữ. Ừ. Nhưng mà tao thấy tao hổng cũng không lợi mày. Ê tao hổng lúc nào? Đủ mày người mày Nga Thương hả? À cái mỏ mày mới đủ mạng nha. Nha. Mày mới đủ mạng nha. Nga Thương hả? Mày đừng có giả nơ với tao. Nga, ủa bình thường á mày. Tao biết là tao đang chữ. Tao biết là tao quay cái clip này tao đang lên rồi khán giả có chữ tao không nữa. Clip này cũng clip này. Đồ. Ôi. Tôi xóa lại clip này được không em? Đang nữa đang quay lại đi xóa đi cơ mà mày. Tao mà để nó xóa nó con mày. Anh Trường không cho xóa, anh Trường không cho xóa. Anh cho xóa. Anh từ nãy giờ tao ngồi tao chữ nó. Mày quay thì mày cũng vô mày
mày nói ơi đó, bây giờ mọi người biết sự thật rồi đó, cái mỏ nó như vậy á, cái mỏ nó như vậy á. Chứ bây giờ mày bước mọi người là mày bớt nói tục đi hay sao đi, chứ bây giờ để ảnh hưởng cho em mày nói thiệt á. Cái mỏ mày không gấp 10 tao á. Đó mày nói là mày nói là mày chỉ tay mày trong mỏ lên nhà, biết sao tao không chửi tục cho tao hơn mày à. Cũng xin lỗi mọi người, do hồi chiều nó bức xúc quá nên là nghĩ sao tự nhiên bất ngờ đi, nó ôm mình nó bỏ đi cái cây đó mà nó vừa đau đớn nữa mà nó muốn sợ té chơi chưa bẻ đào nữa nên là mình mới nó la cái mỏ nó cũng vậy à. Nó có đứng đây nó không giải thích cái gì thì nó cũng vậy à, nó không bao giờ nó bỏ. Không he mọi người. Em nghe anh em tát đi, tát đi, tát đi được. Im lại cái đó. Tát cái mặt. Đừng có cho nó giải thích vậy. Nó giải thích gì cũng vậy à. Tát đi, tát đi.